Tại sao mà Chúa hy sinh là rửa tội, là một cái sự mà rửa sạch những cái tội lỗi của chúng sinh, của nhân loại? Không, các bạn sẽ không bao giờ hiểu được cái sự hy sinh của Chúa là có tại sao là làm sạch nghiệp của chúng sinh. Mà đó, trước khi mà Chúa hy sinh đó là người ta phải giết dê á, giết con cừu á. Khi mà giết con cừu á là những cái người mà đứng quan sát đó, đúng ra đó họ phải thấy được là chính cái sự tham lam của Adam và Eva, chính cái sự nhiều chuyện của Adam và Eva, tham lam, nhiều chuyện, dục vọng, cho nên bị ma vương đánh bại, bị Lucifer nó giả thành con rắn nó đánh bại, nó dụ ăn cái trái cấm. Trong khi đó đang sống ở thiên đàng, ăn cái trái cấm xong một cái là bị mở con mắt ra, mà mở con mắt là hai con mắt nhị nguyên á. Rồi thấy mình trần truồng, thấy mình xấu hổ, rồi bắt đầu phân biệt đúng sai rồi đó, thiện ác tốt xấu, bắt đầu là lọt vào sanh tử rồi. Lúc đó là bắt đầu có sự sống và cái chết trên trái đất. Còn trước đó trái đất là địa đàng, trước đó là địa đàng, vương địa đàng, Tree of Life. Thì khi coi lại cuốn phim này đó, Tree of Life chính là vương địa đàng. Là tại mình nói là mở cổng thiên đàng là chính xác rồi. Tree of Life là hai người đã bị đá ra khỏi thiên đàng. Cái Tree of Life nó nằm trong vương địa đàng. Cái đó có đó các bạn. Lúc mà Adam và Eva chưa có bị ma vương dụ dỗ để mà lọt vào sanh tử, thì khi mà chúng bị, họ bị dụ dỗ lọt vào sanh tử là phải bắt đầu phải đau khổ có con cái, rồi phải đau đớn để có con cái rồi này nọ. Còn trước đó không có, trước đó họ sống rất là hạnh phúc trong vườn địa đàng, trong thiên đàng của Chúa, của đấng tạo hóa. Và rồi cái Tree of Life bị những cái giáo bao lại, không cho chúng chạm đến được, không, chúng không ăn được cái Tree of Life. Và cái Tree of Life là các bạn thiên nhãn thấy thường xuyên đó các bạn. Khi mình ngồi thiền, cái Tree of Life mọc. Đúng ra là khi mà cái lễ hiến tế những cái con cừu vô tội đó là muốn nhắc thức nhân loại đó là phải thấy được là con cừu vô tội này là cái dòng máu của con cừu vô tội này là muốn để cho con người họ phải thấy được cái tội lỗi đầu tiên mà sai lầm của Adam và Eva, để mà ăn cái trái cấm, bị lòng tham, bị dục vọng, bị lòng tham, để mà được so sánh với Chúa, để hưởng hơn Chúa rồi gì đó, rồi để được bằng Chúa, rồi cũng là do so sánh với Chúa thôi à. Lucifer cũng như Adam, cũng như Eva. Ok, muốn ăn trái cấm thì được mở mắt, thì được giống như Chúa, nhưng mà mở mắt ra cái mở mắt vào thế giới nhị nguyên, vào sanh tử. Những cái lễ hiến tế đúng ra là con người phải thấy được là con này nó hy sinh là do cái lòng tham đầu tiên, cái lòng tham ban sơ mà đưa nhân loại vào sanh tử, do nên mới có máu, cho nên mới có sự sống và cái chết. Đúng ra là phải như vậy đó. Và khi mà Chúa đến thì đó là trong Kinh Thánh để lại là con cừu cuối cùng của thiên đàng đó. Tại vì sao? Cái này là cái mà thầy mình hay nói với các bạn nhất nè. Mà thầy mình chấn động một cái là thầy mình coi trong Thánh Kinh nó mới có ghi cái đó, mà thầy mình bảo đảm hôm bữa tới giờ không ai hiểu cái này. Là Chúa là một cái vị thuần khiết, trái tim trong sáng thuần khiết, đến từ thiên đàng, là một với Thượng Đế, được sinh ra từ Thượng Đế, không phải là gốc là Thượng Đế sao? Ok. Thì á, khi mà đó các bạn để ý, lúc mà chúng làm những cái tội ác đối với Chúa đó, chúng phun nước miếng, phun nước bọt, chúng phỉ báng, chúng chê nhạo vân 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 vào đấng cứu thế. Mà các bạn có biết là người thuần khiết họ sẽ là cái tấm gương phản chiếu của cái người đối diện không? Vậy lúc đó đó là đó, những cái tội lỗi của những người đối diện, họ đang phỉ báng, họ đang cười nhạo, họ đang phun nước miếng, họ đang trừng phạt chính họ đó các bạn. Các bạn nhận được không? Và khi mà một cái ánh sáng của thế giới hiện diện thì tất cả những cái tội lỗi đó nó hiện ra tới đâu, nó sẽ được thuần hóa, nó sẽ được chuyển hóa dưới cái ánh sáng giác ngộ của ngày ấy tới đó. Các bạn nhận được không? Đối với người mà có ánh sáng của thế giới, tất cả những cái gì hướng về người đó xấu xa như thế nào cũng sẽ được chuyển hóa về Niết Bàn. Đó là cái lời rửa tội cuối cùng của nhân loại, mà sau đó là tất cả những con cừu không phải bị giết nữa đó. Good job.